Người Trung Quốc ghen tị tức điên khi Indonesia bất chấp xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, Indonesia, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong nhiều năm qua là nguồn cung cấp không thể thiếu than đá, hợp kim sắt và niken, đồng và khí đốt tự nhiên cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thế nhưng bất chấp quan hệ thương mại song phương có nhiều phát triển ở các lĩnh vực, Indonesia vẫn nhiều lần từ chối đề nghị tăng cường hợp tác về dầu khí với Trung Quốc. Ngay như hồi giữa năm nay, Trung Quốc và Indonesia đã đồng thuận sẽ tăng cường thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp và an ninh lương thực. Nhưng hai bên vẫn chẳng thể tiến thêm bước nào trong lĩnh vực dầu khí. Trung Quốc vốn dĩ đã rất thèm muốn những mỏ dầu khí béo bở của Indonesia trên Biển Đông vì quốc gia này đang cần giải quyết cơn khát năng lượng của mình. Cũng giống như cách hành xử đối với các mỏ dầu khí của Việt Nam, Trung Quốc đã nhiều lần dụ dỗ, đề nghị hợp tác, rồi thậm chí đe dọa Indonesia khi họ triển khai các dự án khai thác dầu khí ở vùng biển này. Tuy nhiên, Indonesia, với sự hậu thuẫn và cả sức ép từ Mỹ, đã từ chối tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này với Trung Quốc. Giờ đây, Trung Quốc chưa thể làm gì hơn với các mỏ dầu khí của Indonesia, nên đành phải đi một nước cờ nhún nhường hơn, đó là đưa ra đề nghị Indonesia tăng cường xuất khẩu dầu khí cho họ. Nhưng Indonesia dường như cũng chẳng mặn mà với lời đề nghị đó. Trong khi không màng tới những lời đề nghị tăng cường xuất khẩu của Trung Quốc, Indonesia lại bất ngờ đặt mục tiêu xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Việt Nam bắt đầu từ năm 2026, từ lô ngoài khơi Tuna nằm gần biên giới trên biển của Indonesia và Việt Nam. Nguồn khí cung cấp cho Việt Nam có thể được vận chuyển thông qua đường ống dẫn khí từ cụm mỏ khí Tuna do Harbour Energy, SBRL và ZN Asia Ltd, đơn vị thành viên thuộc hãng dầu khí nhà nước Zaru Behanev của Nga cùng vận hành. Kế hoạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Indonesia sang Việt Nam dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026. Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Arifin nhấn mạnh, nhu cầu năng lượng của Việt Nam rất lớn, đặc biệt là cho công nghiệp. Người đứng đầu Bộ Năng lượng Indonesia dẫn chứng, công suất điện của Việt Nam là 240 TWh trên tổng dân số 99 triệu người. Trong khi đó, năng lực sản xuất điện của Indonesia là 270 TWh. Điều này cho thấy mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam rất cao do có nhiều ngành công nghiệp hoạt động. Ông Arifin lưu ý về tiềm năng khai thác lĩnh vực hợp tác năng lượng với Hà Nội. Đáng chú ý, ngoài xuất khẩu khí đốt, Bộ trưởng Arifin cho hay, Indonesia và Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việt Nam hiện vận hành các nhà máy thủy điện với tổng công suất lên tới 70 TWh. Bộ trưởng nói và tái khẳng định rằng, hình thức hợp tác giữa hai nước sẽ mang tính bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Quyết định hợp tác dầu khí bất ngờ như vậy của Indonesia với Việt Nam hẳn đang làm Trung Quốc tức đỏ mắt, bởi Việt Nam và Indonesia cũng có những vấn đề cần giải quyết trên Biển Đông. Nhưng Indonesia thà rằng bắt tay với Việt Nam cũng không thèm đếm xỉa đến lời đề nghị của Trung Quốc. Mà mỏ dầu Tuna cũng là mỏ có trữ lượng tương đối lớn mà Trung Quốc thèm từ lâu lắm rồi, nhưng không được hợp tác cùng. Mỏ dầu Tuna có trữ lượng tương đương khoảng 100 triệu thùng dầu được phát hiện vào tháng 4 năm 2014. Cụm mỏ khí Tuna nằm trên vùng biển có độ sâu khoảng 110 mét nước thuộc Indonesia, giáp danh với Việt Nam về phía tây nam mỏ Lantai, gồm mỏ Kuda Laut và Singalove có trữ lượng thu hồi dự kiến lên tới 10 tỷ mét khối khí. Từ ngày 10 tháng 11 năm 2017, trong dịp hội nghị APEC tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Premier Oil Tuna BV POD đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về cung cấp khí từ cụm mỏ Tuna, Indonesia cho thị trường Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẳng định, việc đàm phán thành công hợp đồng mua bán khí từ mỏ Tuna sẽ giúp PVGas bổ sung thêm hơn 10 tỷ mét khối khí và nguồn cung khí đang suy giảm để cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực Đông Nam Bộ, tạo tiền đề cho việc nhập khẩu khí bằng đường ống về Việt Nam từ các khu vực lân cận. Cùng với đó, việc hợp tác với các ông lớn năng lượng Indonesia cũng giúp Việt Nam kết nối với các nguồn khí khác trong tương lai. Thực ra, chuyện Indonesia và Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực dầu khí dễ dàng hơn so với Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu, bởi với nền tảng là tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia những năm qua đã phát triển nhanh chóng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực then chốt, từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và văn hóa. Hai bên đều coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Những điều này đều được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Indonesia khẳng định tại các cuộc hội đàm và hội kiến
trong khuôn khổ chuyến thăm mới đây nhất của Chủ tịch nước. Kể từ khi Indonesia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 12 năm 1955, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno thiết lập và được các thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp. Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng như đều là thành viên của ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC cùng nhiều tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế khác. Đặc biệt, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã đạt được nhiều thành quả cụ thể, thực chất với việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác bao gồm Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống khủng bố, Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất, Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Là kết quả hợp tác nổi bật giữa hai nước, việc hai bên hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai nước cũng như trong khu vực. Trong khi đó, Indonesia hiểu rõ mười mươi rằng đàm phán với Trung Quốc về vấn đề trên Biển Đông một cách êm đẹp mà không thiệt cho bên nào cả thì là điều không thể xảy ra. Mà Trung Quốc là nước lớn hơn Indonesia, đời nào họ chịu thiệt về mình? Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở chuyện tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Ngoài dầu khí, Việt Nam và Indonesia còn hứa hẹn có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực hải gia tiền khác để trở thành các đầu tàu kinh tế trong khu vực. Theo ông Budiasa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam IVFA, người cũng được biết đến nhiều với tư cách là giám đốc điều hành tập đoàn Siputra, nhiều doanh nghiệp Indonesia đã đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Cho đến nay, Indonesia vẫn là một trong những quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến và xuất khẩu gỗ, may mặc. Ông Budiasa nhận định, là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực nhờ sản xuất hướng tới xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu nội địa ngày càng mạnh mẽ, Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Bất chấp những gián đoạn trong vài năm qua, nhiều công ty Indonesia đang mong muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, chủ yếu thông qua mua bán và sáp nhập. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam vẫn được duy trì ngay cả trong đại dịch COVID-19 và sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của hai nước trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực cũng như vì hòa bình, ổn định, sự thịnh vượng ở Đông Nam Á. Đích thân Tổng thống Joko Widodo đã nhấn mạnh rằng Indonesia là đối tác quan trọng, có nhiều tiềm năng của Việt Nam và đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam với tư cách là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn trong ASEAN. Indonesia và Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nhiều cơ chế hợp tác song phương cũng đã được thiết lập. Indonesia và Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian gần đây. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là trong vòng 10 đến 20 năm tới, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương sẽ ngày càng gia tăng, qua đó mang lại lợi ích cho cả hai bên. Xem ra thì thời gian tới, nước ta sẽ còn hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực tiềm năng khác nữa, mà một phần công lớn đó là nhờ vào chính sách ngoại giao khéo léo, đề cao hòa bình, hữu nghị của Việt Nam đã giúp cho bạn bè quốc tế cảm thấy yên tâm khi bắt tay với chúng ta. Chả bù cho Trung Quốc, hành xử làm sao mà ai cũng dè chừng, không muốn làm ăn cùng các bạn nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay của Tri Thức Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhiều năng lượng.